Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để cài đặt cái kênh của bạn ấy, để tránh mấy cái ông thành phần đi spam kênh của bạn ấy. Tại vì dạo gần đây tự nhiên cứ chả hiểu cái ông Facebook Duy Nam là cái ông nào, ông ấy dùng tool tự động hay sao ấy mà suốt ngày cứ tăng tương tác rồi tăng like thì vào Facebook Duy Nam rồi hỗ trợ tốt lắm rồi mình đã làm rồi thế này thế kia, đáng ghét. Thực ra thì nếu như các bạn mới làm YouTube ấy, việc của các bạn kiểm soát những cái spam ấy, comment ở phần comment các thứ ấy, thì bạn cố gắng kiểm soát, tại vì nếu không thì YouTube nó sẽ đánh giá là kênh của bạn là kênh spam, thì sẽ rất là khó để bật kiếm tiền các thứ, và thứ hai nữa là nó còn ảnh hưởng đến kênh của bạn. Thế còn nếu như bản thân bạn đang đi spam ấy, thì các bạn cũng nên stop cái việc đấy lại, vì nó cũng không giúp ích gì cho cái kênh của bạn đâu, mà nó còn có hại. Nếu như mà bạn spam về video hoặc là lừa đảo, lừa điếc các thứ, tiền số thì riêng nó có luật của YouTube ấy, thì các bạn sẽ bị đánh gậy bản quyền. Đó là đánh gậy kiểu vi phạm nguyên tắc cộng đồng ấy, chứ không phải là kiểu dạng vi phạm bản quyền đâu. Nếu mà bạn bị ba gậy là có thể là bạn bị xóa kênh và khóa tài khoản luôn. Đấy, thì nếu như các bạn thích đọc cái đấy thì mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả ấy, cái phần các cái chính sách về spam của YouTube. Thì cũng đơn giản thôi, nó về video này, về scam này, rồi là về comment này, như nào này. Nói tóm lại là các bạn tránh, ví dụ bạn tránh up một cái video mà cứ lặp đi lặp lại, một video mà kiểu không làm gì thêm ấy, chỉ cứ lặp đi lặp lại, re-up liên tục ấy, thì nó sẽ là đánh giá là spam. Thứ hai nữa là nếu như mà bạn hướng dẫn người ta làm giàu nhanh này, rồi là hướng dẫn người ta nhận quà rồi kiếm bao nhiêu tiền, hoặc là các cái mô hình đa cấp các thứ ấy, thì cũng là spam. Hướng dẫn người ta tăng like này, tăng view, mà kiểu là mua bán like mua bán view ấy, thì cũng là một dạng spam. Hoặc là comment kiểu đăng ký đi rồi sub chéo đi các thứ, hoặc là ghé kênh mình nhé thế này thế kia, thì YouTube nó không coi đấy là spam, và bạn sẽ bị cảnh cáo lần đầu, và nếu như bạn vi phạm tiếp thì bạn sẽ bị đánh một gậy, nó gọi là community guideline, tức là cái vi phạm nguyên tắc cộng đồng ấy. Tóm lại, các bạn làm YouTube thì các bạn nên tuân thủ cái đấy. Thế còn nếu như các bạn mà ở trong trường hợp mà bị các cái kênh kia spam ấy, thì các bạn có thể làm mấy cái bước cài đặt như mình này. Ok, mình sẽ hướng dẫn, thực ra mình cài rồi nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cài nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ quay trở lại YouTube này. Mình tắt cái hộp mail của mình đi. Đầu tiên là bạn mở YouTube của bạn lên nhé, sau cái kênh của bạn. Đây mình chỉ cho các bạn, ví dụ mình có cái thông báo này, mà mình chỉ cho các bạn là cái người ta đi spam kênh của mình như thế nào nhé. Đây, Nguyễn Hoàng Hiệp comment này. Thực ra đây chắc là nick ảo của người ta thôi. Nhờ anh Duy Nam là này làm rất đảm bảo, mình thử qua rồi nên GT gì đó. Thế sau bạn Diệp Đinh này cũng là một cái nick ảo của người ta thôi. Nhờ anh Duy Nam này làm rất đảm bảo, mình làm qua rồi giới thiệu gì đó. Tức là mình gặp rất là nhiều cái comment dạng này, đặc biệt là những cái video hướng dẫn về YouTube ấy. Nó là một cái dạng tool kiểu người ta đi spam ấy, thì mấy cái nick ảo này chắc người ta tạo ra, người ta cũng không ngại nó là kiểu để xóa đi hay gì đâu. Thế còn là các bạn mà làm những cái này thì các bạn nên dừng lại nhé. Ở đây thì các bạn sẽ đi vào phần này, kích vào cái biểu tượng kênh YouTube của bạn ấy. Sau bạn đi vào đến phần YouTube Studio. Trong phần Studio này nó sẽ có cái cài đặt để cho bạn chống mấy cái hành động đấy, hành động spam lên kênh của bạn lặp đi lặp lại, kêu gọi sub chéo này, hoặc là đưa các cái đường dẫn đến đến kênh của người ta, hoặc đến những cái mà website lừa đảo các thứ. Thì trong đây, trong phần Studio, các bạn đi tiếp vào phần cài đặt nhé. Có mấy chỗ thôi. Một là bạn vào phần tab cộng đồng này nhé. Bạn kích vào cái cộng đồng, nếu mà tiếng Anh ấy thì các bạn kích vào gọi là community. Ở phần cộng đồng này có hai phần, một là bộ lọc tự động và hai nữa là mặc định. Ví dụ ở trong bộ lọc tự động này nhá, thì mình sẽ có thể thêm những cái người mà hay spam kênh của mình. Mình có thể khóa những người này lại, không comment, không vào được kênh của mình nữa, là một. Với thứ hai nữa là mình có thể chặn những cái từ. Ví dụ ở đây nhá, cái ông này Facebook Duy Nam này, mình sẽ thêm cái từ này vào. Hoặc là bạn có thể thêm cái từ bất kỳ bạn muốn chặn ở trên kênh của bạn nhé. Tăng tương tác này, tăng tương tác hoặc là gì đấy. Đấy, enter, các bạn đặt dấu phẩy, thế là sau bạn enter thì nó sẽ ra cái từ đấy để chặn. Tuy nhiên trước tiên mình sẽ chỉ chặn cái từ này thôi, từ Facebook Duy Nam này thôi. Bởi vì cái ông này thấy quảng cáo với ông dùng tool nhiều quá, mình sẽ chặn đi. Ok, thứ hai nữa là các bạn nên tích vào cái chỗ này nhé, chặn đường liên kết. Tức là khi mà người ta muốn spam kênh của bạn có thể, hoặc là lừa đảo các thứ, người ta sẽ đặt những cái link, đường liên kết là URL, là những cái link ấy, thì để dẫn bạn đến một cái website lừa đảo các thứ. Thì nếu mà kênh của bạn rất là nhiều cái nội dung đấy thì YouTube nó đánh giá kênh đấy là spam, thì các bạn nên chặn ở đây, chặn đường liên kết.
Tuy nhiên khi các bạn kích vào chặn này thì nếu như tự bản thân bạn mà kiểu đặt các đường link ấy thì vẫn vô tư nhé, không vấn đề gì nhé. Bạn có thể đặt link đến video này, đến video kia mà đấy là video của bạn ấy, hoặc là đến cái website này, website kia mà bạn giới thiệu cái người xem của bạn đến vẫn ok. Đây là phần bộ lọc tự động, các bạn nhớ đặt như vậy. Một là từ khóa này, các bạn chặn này. Hai nữa bạn chặn các cái đường liên kết lại. À, bên cạnh đó là phần mặc định. Thì ở trong phần mặc định này thì có một cái tùy chọn thôi, bạn có thể ấn vào đây. Tức là giữ lại để xem xét những bình luận có khả năng không phù hợp. Tức là YouTube nó sẽ tự động nó lọc cho bạn là những bình luận nào có khả năng không phù hợp, bởi vì người ta đi spam nhiều nó sẽ giữ lại. Thì mình luôn luôn giữ lại nhé. Còn nếu như ở kênh của bạn có vấn đề gì, bạn có thể tắt tất cả bình luận đi, hoặc là giữ lại tất cả bình luận để xem xét. Nhưng mà giữ lại cái này thì hơi mệt, tại vì giữ lại thì nó sẽ nhiều lắm. Bạn chỉ giữ lại những cái bình luận có khả năng không phù hợp thôi. Kích vào đây, chọn vào đây. Sau đó là các bạn phần livestream này nhé. Livestream thì bạn cũng chọn vào đây. Trong cái phần livestream, nếu mà ai spam kênh của spam cái stream của bạn ấy, thì bạn cũng có thể kích vào đây để giữ lại, giữ lại không cho người ta hiện lên. Sau đó bạn có thể đóng lại hoặc là lưu. Ở đây mình, bởi vì mình không thay đổi gì ấy, thì đâm ra nó không hiện xanh cái nút lưu này lên. Còn nếu như mình thay đổi cái gì ấy, thì nó sẽ hiện lên cái chữ lưu này. Thì mình chỉ việc ấn nút lưu lại thôi là xong. Ok, thế là mình đóng lại. Đấy là cách để làm nào để các bạn chống mấy cái ông đi spam kênh của bạn. Mặc dù vậy thì bạn cũng thỉnh thoảng bạn phải vào phần bình luận này nhé. Bạn vào bình luận này, bạn xem này. Đó, giữ lại này, bị giữ lại để xem xét. Thì khi bạn kích vào đây, bạn sẽ nhìn được tất cả những cái bình luận. Ai đấy là kiểu bình luận như thế nào mà nó không hay này. Đây này, mình chạy quảng cáo tăng like anh Duy Nam này. Rồi, mình thấy chạy quảng cáo Duy Nam ok lắm này. Đó. Xong rồi những cái, nói chung là một số cái bình luận thì cũng không phải ấy. Thế ra mình sẽ thỉnh thoảng mình vào đây mình xem, và sau đấy mình đồng ý cái những cái bình luận nào mà kiểu bình thường ấy, chứ không phải là spam. Nhưng mà đa số này spam nhiều lắm. Ok, đấy đơn giản đấy thôi. Đấy là làm cách nào để các bạn cài đặt kênh YouTube của bạn để chống spam. Và mình cũng khuyên các bạn là không nên đi spam để tăng like, tăng view đâu. Nếu như các bạn làm video ấy, thì các bạn cứ chăm chỉ làm video, sau đấy là các bạn có thể đi chia sẻ ở những cái nhóm mà như là kiểu Facebook, và những cái nhóm mà kiểu người ta quan tâm đến video chủ đề của bạn ấy. Chứ đi spam kênh của người khác rồi anh ơi sắp chéo rồi ghé kênh của mình nhé rồi thế này thế kia thì thực ra người ta chả quan tâm đâu, chả quan tâm đâu, chả hiệu quả gì cả. Ok, nếu như các bạn có câu hỏi nào hoặc là các bạn có đề xuất nào về làm những video về YouTube, kinh nghiệm làm YouTube rồi là như thế nào ấy, phần mềm các thứ ấy, các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng mình làm cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Goodbye.